Và như vậy là trận đấu đã chính thức bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía đội chủ nhà câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ bảo vệ khung thành phía bên phải màn hình quý vị và các bạn. Cơ hội dứt điểm, không vào. Cú đá bằng chân phải là của Khuất Văn Khang. Trường Tiến Ảnh đánh đầu, nguy hiểm, vào. Hai trận đấu liên tiếp, những người đeo băng đội trưởng cho câu lạc bộ Thể Công Viettel là những người mở điểm. Đây cũng là một ngày gặp lại đội bóng cũ của ông Gede. Người đang bị đau đó là Hồ Tấn Tài. Một pha vào bóng khá nguy hiểm của Bùi Văn Đức với Hồ Tấn Tài. Và rút từ túi quần ra tấm thẻ đỏ trực tiếp. Trường Tiến Anh cũng đã chạy lên rất nhanh. Nhâm Mạnh Dũng chuyền bóng cho Pedro Henrique. Cơ hội cho Wesley Nata. Nguy hiểm, không vào. Đáng tiếc cho đội chủ nhà và cũng là một tình huống hy hữu trên sân vận động Hàng Đẫy vừa xảy ra. Pedro Henrique khá tốt, Amarindo căng ngang vào trong, Wesley Nata không vào. Wesley Nata đã sẵn sàng với pha bóng hai, những cú dứt điểm thì không thành bàn. Vẫn là Nghiêm Xuân Tú đưa bóng vào, đánh đầu, dứt điểm, không vào. Vẫn còn cơ hội đánh đầu tiếp, 1-0 vào. Quãng nửa sau của hiệp thi đấu thứ hai thì câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ gọi tên người hùng của họ, đó là Văn Phong. Bây giờ là Tiến Linh, cơ hội vẫn không vào, dứt điểm, không có bàn thắng. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Bàn thắng ở đâu? Bàn thắng ở đâu với câu lạc bộ BKM Bình Dương? Những tưởng là rất gần rồi, nhưng hóa ra là rất xa. Và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Thêm một lần nữa, câu lạc bộ Thể Công Viettel có được 3 điểm theo kịch bản vượt chông gai. Tỷ số cuối cùng là 1-0.